Người con trai đó là ai vậy? Tâu chúa thượng, lâu nay ở chốn kinh thành ta đây nổi danh một thi sĩ tên là Bảo Kim, có lẽ là chàng trai đó đấy ạ. Chắc chúa thượng sẽ gặp lại danh sĩ ấy trong cuộc thi thơ đêm nay. Ra đây nhiều thứ lắm, đẹp quá. À, ở đây nhiều thứ. Anh liền chị cho hỏi hội thi thơ ở chỗ nào? À, phải đi qua cầu cổ, đi theo dãy Trưng Mai. Phải nhà chị ta hay là của dân hội đây? Những quận chúa đâu nhỉ? Này, quận chúa, quận chúa tìm ai đi ạ? Ai thi, chúng mình giả trang như thế này biết có ai nhận ra không nhỉ? Dạ thưa quận chúa, chẳng ai nhận ra đâu ạ. Đã bảo không được gọi là quận chúa. Này, nhưng mà có người nhận ra rồi đấy. Quận chúa kia. Bảo Kim, Bảo Kim ở đằng kia cơ mà. Đi đâu mà đi đi đêm cơ mà. Không thấy nàng đâu cả. Khoan. Của ai vậy? Không biết. Đẹp quá. Ta đi thôi. Kệ nhé. Trông như là con nhà quan, nhìn mà xem. Tôi được vinh hạnh ăn trầu của ai đây? Lên lên
bác đây là đường chúa hoàng cung mình mua lê cho các thầy hội đấy à. À thế à, chỉ có chúa thì mua mới bị nể như vậy. Không có gì nữa. Không biết làm thế nào mà tài thật đấy các bác. Tôi là Quỳnh Hoa, con gái của Tĩnh Đô Vương, chủ nhân của cuộc thi thơ đêm nay. Xin kính chào quý vị. Kính chào quận chúa. Xin kính chào quận chúa. Hội thi năm nay có vinh dự là chúa thượng làm chủ khảo. Quỳnh Hoa tôi rất vinh hạnh được đón tiếp các vị danh sĩ. Xong các vị đến chậm, nên đợi cuộc thi sau. Chúng tôi đến chậm, đã có lỗi. Xin quận chúa cho phép. Dù làm bài dở, mang tiếng dốt, chúng tôi cũng xin chịu. Đó là quyền của quý vị. Tôi đâu dám ngăn cản. Đầu đề của cuộc thi là Trung Thu Long Trì Dạ Hội Phú, để trên kỷ. Xin kính chúc quý vị đoạt giải thơ năm nay ạ. Xin đa cả. Tâu chúa thượng, thiên cổ kỳ tài, bọn hạ thần không sánh kịp. Hay lắm. Nét bút tung hoành. Mới đọc mấy câu đầu đã thấy lỗi lạc. Nhời gấm, nhời vóc, suối ngọc. Khí hùng, kính như phú A Phòng. Đài cát như tự Đằng Vương Cát. Nhẹ nhàng, phiêu dật như phú Xích Bích. Hay, bài thơ của ai vậy? Kìa, Bảo Kim, lên đi, lên đi. Tâu chúa thượng, bài thơ đó là của kẻ hạ thần ạ. À. Mày có chạy đằng dài. Chúng mày đâu? Lấy nó về phủ. Dạ. Lạy cầu trời, con là gái đã có chồng, con lạy cầu cậu tha cho con. Đưa nó về phủ cho cậu. Con kêu không được vô lễ. Thị lang họ Ngô, lão hủ Nho,
Mày không biết quan tham chung tao đánh giữa đường, miệng còn câm như hến à? Thứ mày đã đáng kể gì? Ai cứu tôi với? Trời ơi, tôi sao để lộng hành thế? Tôi van cậu. Dạ. Cậu sợ lại cái quái gì mà phải sợ? Có ai cứu tôi không? Trời ơi! Ai cứu tôi với? Mình ơi! Tôi xin các ông, đây là vợ con, là vợ con không có tội tình gì. Dạ, con xin cậu, cậu tha thứ cho vợ con. Mày bước à? Không, cậu kia không? Ai cho phép các ngươi đến đây để làm càn? Con nào vậy? Dạ bẩm cậu, đây là quận chúa Quỳnh Hoa. Thật là một phiêu vật. Thế các ngươi không biết đây là chỗ nào sao? Quận chúa đừng dọa ta. Ở chốn kinh thành này ta có sợ ai bao giờ đâu. Nếu sợ chính là vì sắc đẹp của nàng đang làm ta say đắm. Quân vô lễ. Đồ xúc sinh à? Bước ra khỏi đây ngay. Mày là thằng nào mà dám vuốt du hùm hả? À? Chúng mày đâu? Đánh chết nó cho cậu. Xin quận chúa bình tâm. Mày là thằng nào? Thằng nào này hôn này? Hôn quá. Tao là cô trời. Lão. Lão. Lũ kia, muốn sống thì buông chị ta ra, nếu không ta giết chết chủ chúng mày. Buông con đàn mày ra. Dạ. Buông ra. Dạ. Bước ra khỏi đây ngay, nghe chưa? Con giờ thói côn đồ ra ở chốn này thì đừng trách ta ác nghiệt. Mày dám muốn tù hùm nhá. Được rồi, à, nhớ đấy. Trời, nhớ. Trời. Thằng vô lại hôm ấy là đứa nào mà nó hành hoành thế? Nó là Đặng Lân, em tiên phi Đặng Thị Huệ. Còn người đàn bà đi bên chúa có phải là... Là tiên phi Đặng Thị Huệ, chị ruột tên vua lại Đặng Lân. Từ ngày Tĩnh Vương sùng ái tuyên phi thì các cuộc tri hoan liên tiếp diễn ra ở chốn cung đình. Hội Long Trì năm nay cũng to hơn mọi năm. Chúa làm như vậy để chiều lòng người đẹp. Đặng Lân là một đứa vô lại mà chúa cũng sắc phong quốc cữu, cho lập phủ đệ như một vị thế tử. Như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Tên Lân ngang ngược như thế nào ai cũng phải chịu. Nó ham hiếp đàn bà con gái ngay giữa đường giữa chợ. Quan tham tụng võ tá quyền mắng nhiếc nó, nó đánh chết ngay. Chúa thét đem chém nhưng tuyên phi lại xin tha. Loạn, luật pháp triều đình để đâu? Từ đấy phải trái đảo điên, thiện ác lẫn lộn. Dân chúng không còn ai tin vào phép nước nữa. Còn thằng vô lại thì ngày càng ngỗ nghịch, tự xưng là cậu trời. Biết thế hôm ấy để tôi giết quách nó đi cho dân thoát nạn. Nó nham hiểm lắm, thấy ai có quyền thế thì nó lủi như con rắn, chờ lúc khác để cắn trộm. Các chú nhút nhát thế còn làm gì được? Anh không nên vọng động. Đặng Thị Huệ là người có nhiều uy quyền, lại đang được chúa sủng ái. Có người chỉ mới đụng tới Đặng Lân thôi mà đã bị giết cả họ đấy. Lần này tôi về kinh thành mà thấy xa lạ. Trong lúc quân sĩ gối đất nằm xương, xông pha trận mạc để giữ yên bờ cõi cho xã tắc, thì ở đây lại ăn chơi xa xỉ. Nào các cháu, hoa quả vườn nhà các cháu ăn đi cho vui. Dạ, dạ. Thế nào, anh Mại đã báo tin mừng về cho bố mẹ biết chưa? Dạ thưa bác, cháu đã định. À, xong còn chờ lệnh ạ. Cháu đã về kinh, chúa thượng chưa có lệnh nên cháu cứ ở lại đây với bác với em. Còn bây giờ
để bác đi sửa soạn bữa rượu mừng bạn bè nhân ngày gặp gỡ. Đường Nguyễn Mãi có đây không? Chúa cho đòi tướng Nguyễn Mại. Thưa, ông có biết chúa đòi việc gì không? Tôi không biết. Lệnh trên bảo sao làm vậy. Tướng quân theo tôi vào chầu ngay, kẻo mang tội thất sủng. Có chuyện gì vậy? Tôi cũng không rõ. Sao? Xin tướng quân tháo kiếm trước khi vào chầu. Chúa thượng thiên tuế. Chúa thượng thiên tuế. Ta cho phép người bình thân. Đây là Huy Quận Công, đốc trấn Nghệ An. Vừa mới về kinh, đã mộ tiếng nhà ngươi. Một dũng tướng đã làm cho quân thù phải khiếp sợ nơi xa trường. Vua nhà Thanh có biếu ta 10 cân trà quý. Nhân hôm nay, mời Quận Công và các quan đại thần vào uống trà. Ta sai triệu ngươi đến đây. Vừa là để biết mặt một dũng tướng, vừa để hỏi chuyện. Ta được viên quận công cho biết, ngươi còn trẻ mà đã thừa chí dũng, lại còn lòng trung quân ái quốc. Nay ta cho nghỉ việc binh đao, để cho thần dân được hưởng thái bình. Giờ ta ban trà quý, thưởng cho lòng dũng cảm của nhà ngươi. Bây giờ, ta cho phép ngươi đệ trình nguyện vọng. Tâu chúa thượng, tiểu tướng chỉ là một kẻ nhỏ mọn, vốn chỉ giữ trọn đạo thần tử. Này bờ cõi đã yên, việc trị dân đang cần người. Hiện kinh thành đang khuyết một chân hộ thành binh mã sứ để giữ gìn trị an. Ta muốn bổ ngươi giữ chức ấy. Tâu chúa thượng, vì sự an cư lạc nghiệp của dân, dù có phải nhảy vào lửa, tiểu tướng cũng không dám tử nan, huống chi là nhận chức trọng ấy. Chỉ hiềm tiểu tướng còn trẻ tuổi, sợ phụ lòng ủy thác của vương gia. Không sao, ta chỉ cần ngươi được việc. Tâu chúa thượng, kinh thành người đông việc lắm, lại là nơi cư trú của các nhà quyền quý. Còn điều gì băn khoăn, ta cho phép nói. Muôn tâu chúa thượng, kinh thành là nơi thiêng liêng của cả nước, cần phải được yên tĩnh, dân gian yên nghiệp làm ăn, thì phép nước phải được nghiêm minh. Mọi sự nhũng loạn, những kẻ cậy quyền hiếp dân phải bị nghiêm trị. Ta cho phép ngươi đứng lên. Quan hộ thành có làm được việc đó không ạ? Đó là việc chính đáng. Ta giao cho ngươi quyền đấy. Chắc quận công cũng nghĩ như ta. Xin vâng mệnh. Ngươi chinh chiến đã lâu, lại có nhiều công trạng. Ta nghe nói ngươi có mẹ già. Nay ta ban cho ngươi Thanh Quế Ngọc Sứ Thanh, đem về làm quà cho mẹ.
ta cho phép ngươi về thăm quê, rồi ra nhậm chức cũng không muộn. Thay cho mẹ già, xin bái tạ Chúa Thượng. Chúa Thượng Thiên Tuế. Cháu đội ơn Chúa ban quà cho mẹ cháu. Trộm nghĩ bác cũng như mẹ. Cháu xin biếu bác thanh quế Chúa ban để tỏ chút lòng kính ái. Bác cảm ơn tấm lòng của cháu, xong bác đâu được hưởng cái vinh dự ấy. Cháu mang về cho mẹ. Thưa bác đã xem cháu như con rồi. Hết thời gian thăm nhà, anh cần ra ngay. Dạo này trốn kinh kỳ nhiều chuyện nhiễu nhương. Chúa giao cho anh trọng trách, phần nào vẫn còn sáng suốt. Trong thời gian tôi về thăm quê, quan hộ thành cũ vẫn còn trọng trách. Lão già ấy vẫn sợ bọn quyền quý như hùm. Thằng Đặng Lân hoành hoành thế, mà có ai dám làm gì đâu. Anh có biết không, người đàn bà bị bắt trong đêm hội, không chịu được nhục, đã tự vẫn chết rồi. Tôi về. Nhanh lên, cậu chờ. Dạ. Dạ, thưa cậu ạ. Lại đây với cậu. Nhanh lên. Lại đây với cậu, mệt đấy. Cậu mệt quá. Sau đêm hội Long Trì, chúng mày có nhìn thấy quận chúa Quỳnh Hoa không? Buồn. Nghe cái con này. Con xin cậu. Cậu mò chỗ này này. Nhân. Cậu mê quận chúa rồi. Đời nào chú Thuận. Biết đâu đấy, cậu trời là em của bà Tiên Phi cơ mà. Cấm mồm. Cú xéo. Bẩm cậu à, con chú gọi chúng nó lên hầu hạ cậu. Tao lại thèm hạ mình với lũ bần tiện này. Cút đi. Đi ra, ra, chúng ra. Cậu dặn đi. Đi, ra. Ta ngắm con gái đã nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy một người đẹp như vậy. Dạ thưa cậu, đấy là một giai nhân tuyệt sắc đấy ạ. Ai? Dạ. Thưa cậu, chắc cậu đang tưởng nhớ đến cô Ngọc ở Thụy Khuê phải không? Nịnh cũng không biết đừng nịnh. Tao đang nói đến quận chúa Quỳnh Hoa, thì mày cứ nói đi đâu đâu. Chúng mày bảo, liệu ta có lấy được quận chúa không nào? Thưa cậu, sao lại không được ạ? À? Mới lại cậu uy danh lừng lẫy như thế thì... Tao không hỏi mày, tao hỏi thằng này. Dạ. Thưa cậu, chúa Thuận thì quận chúa phải thuận. Mà muốn chúa Thuận thì chỉ có bà Tuyên Phi mới làm được việc hệ trọng này ạ. Dạ. Thưa cậu, em bà Tuyên Phi lấy con chúa môn đăng hậu đối. Cậu còn nghi ngại gì à? À, thằng này nói chung ý cậu. Dạ. Thương diệu. Dạ. Dạ, thưa cậu, thế còn thằng Bảo Kim à? Thằng Bảo Kim
giết lúc nào chả được. Cả lũ bạn nó cũng không trừ một đứa nào hết. Còn mẹ nó không dạy được nó giết nốt. Thưa cậu, thì cũng phải đề phòng cái thằng đeo kiếm hôm nọ chứ. Nó là Nguyễn Mại, được Chúa tin yêu, vì có công dẹp giặc. Nó khỏe lắm đấy, thông thạo cả thập bát bàn võ nghệ. Hôm ấy ta chịu nhịn nó, tránh voi chả xấu mặt nào. Chúng mày mà động vào nó, chết mất xác. Thế à? Chúng bay đâu? Ôi được rồi. Thế nào ta cũng giết được nó, để rửa cái nhục lòng trì. Của mẹ. Quý tử của mẹ lớn lên thích làm gì nào? Làm vua. Làm vua để làm gì? Để được cái râu. Ôi. Bẩm lệnh bà, có quốc cữu sang chơi ạ. Cho mời quốc cữu vào. Chào chị. Độ này em bận lắm. Chào cậu đi con, rồi ra với bảo mẫu nhé. Dạo này giống ông chúa con lắm. Cậu thì vẫn giữ chứng nào tật ấy. Ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng chứ. Tai vạ đến nơi rồi mà chị vẫn bình chân như vậy. Cậu đừng có nói nhảm. Chẳng lẽ những chuyện tây đình như vậy mà chị chưa biết gì sao? Phe cánh của Trịnh Tông ngày càng lớn. Trấn thủ Kinh Bắc là Tuân Sinh Hầu, và Hồng Lĩnh Hầu Nguyễn Khản trấn thủ Sơn Tây đều là người của Tông. Hai đạo quân ấy mà hợp lại thì chị em mình không có đất mà sống, chứ đừng nói tới mưu đồ vương bá. Chỉ có nghe mang máng mà chưa tin là thật. Từ lâu chị đã có nghĩ tới ngôi thế tử này cho Trịnh Cán. Hiềm một nỗi vây cánh còn mỏng, trí lực lại còn yếu, mà cháu Cán lại còn quá nhỏ. Xưa kia Lý Triều Hoàng lên ngôi mới 6 tuổi, Trần Thủ Độ thao túng tất cả triều đình, sao nay ta cũng làm được như thế. Cậu nói rõ ý ra xem. Quận Huy được chúa trọng dụng là nhờ chị. Bây giờ quyền cao chức trọng, bên trong nắm binh quyền phủ chúa, bên ngoài lĩnh chức trấn thủ Sơn Nam. Trong ngoài mà liên kết với nhau, có thể làm nghiêng cả thiên hạ. Nhưng phe cánh của Trịnh Tông rất mạnh, đứng đằng sau lại có quốc mẫu. Chị nói gì mà chúa chả nghe. Việc làm trước tiên là phải phế Trịnh Tông, lập Trịnh Cán. Phải lập được ngôi thế tử cho cháu Cán. Chuyện ấy chỉ có chị mới làm được thôi. Chị cũng biết vậy, xong phận còn mỏng. Lâu nay cũng muốn cầu thân với chúa, nhưng còn ngại. Cậu không có ý lập gia thất sao? Gần 30 tuổi đầu rồi, chị có ý... Chị cứ dậy. Nghe bọn gia thần nói, đêm hội Long Trì, cậu mê Quỳnh Hoa lắm phải không? Chị có hỏi em mới dám nói. Chị sợ. Chị nghe nói lâu nay cậu làm nhiều điều sai trái lắm phải không? Liệu đấy, kẻo quá lắm chị không bênh nổi đâu.
đám mới không thành, em quyết không lấy ai. Họ nhà ta sẽ không có người nối dõi tung đường. Đừng có nói nhảm. Về việc này, chị đã nghĩ từ lâu. Muốn cho phe cánh mạnh thì phải được chúa thượng tin dùng. Chị đã may mắn có con với chúa. Xong, sự ràng buộc giữa hai nhà còn mỏng. Nếu em lấy được Quỳnh Hoa làm quận mã của chúa thượng thì việc lớn sau này sẽ dễ thành. Chí lớn của chị không kém gì Tề Thái Hậu. Lâu nay sấm trạng xôn xao trong đám dân chúng. Vượng khí nhà Lê suy giảm. Họ Trịnh suy tàn. Sao chiếu mệnh ngôi vương hướng về phía đất Thánh Phù Đồng. Không phải Thế Tử Cán thì còn ai nữa. Việc tày đình không phải chuyện đùa. Cậu phải giữ kín đấy. À, chị còn có điều này. Cấm cậu không được vọng động, làm điều sai trái. Hàng ngày phải tỏ ra tu nhân tích đức, ban phát cho mọi người. Tiếng lành đến tai Chúa. Có vậy, chị mới xin được Quỳnh Hoa cho, nghe chưa? À, nhưng chị còn ngại điều này. Việc gì chị cứ dạy. Đêm hội Long Trì, chúa thượng có vẻ thiện cảm với danh sĩ Bảo Kim. Mà Quỳnh Hoa lại là đứa cao đạo, lại chỉ ưa văn nhân mặc khách. Em sẽ giết bằng được cái thằng nho sĩ đó. Cả việc chúa vụ bổ nhiệm chức quan hộ thành cho Nguyễn Mạng, chị cũng để yên sao? Chị không rửa cho em được cái nhục ở đêm hội Long Trì, còn gì là uy phong họ Đặng. Cậu Lân, mê phụ. Dạ. Bẩm Tuyên Phi, giờ ngọ chúa sang, có quân bên phủ chúa vừa sang báo ạ. Lấy gương cho ta. Dạ. Nhanh nhanh lên các em. Cao lên. Vâng ạ. Đứa nào chuẩn bị cho ta tắm, mau lên. Mau lên. Dạ. Dạ.
Phi. Chúa thượng. Ái Phi. Giúp ta đánh tan quân giặc trong đêm tối. Chú thượng lại Quý Ngọc hơn cả người. Ơ kìa, Tuyên Phi. Ái Phi, hình như Ái Phi có điều gì tư lự. Ái Phi có điều gì cứ thực nói ra. Từ trước tới giờ, ta có từ chối Ái Phi điều gì đâu. Tâu chúa thượng, tiện thiếp có việc muốn tâu với chúa thượng mà không dám. Chỉ sợ không được, lại thêm phần hổ thẹn. Ta là chúa tể nhân gian, cầm quyền thiên hạ, chỉ trừ có trời, còn có gì ta không thể làm được. Chúa thượng có tha lỗi, tỳ thiếp mới dám nói ạ. Ta cho phép Ái Phi cứ nói. Tâu chúa thượng, em tiện thiếp là Đặng Lân, ta không biết phận hèn, nay lại nhờ tiện thiếp tâu với chúa thượng. Xin Quỳnh Hoa quận chúa ạ. Ta đã phong làm quốc cữu. Được mở phủ đệ như những vị vương hầu. Thậm chí quốc cứu giết cả đại thần. Ta cũng làm ngơ cho là vì Ái Phi đó. Tâu chúa thượng, ơn ấy tiện thiếp xin ngậm vành kết cỏ. Còn việc giết các đại thần là vì ghen ghét mà họ vu cho. Chị em tiện thiếp, chẳng gì cũng là con nhà nho giáo. Nếu chúa thượng thấy chị em tiện thiếp là hạng tầm thường, không xứng với cành vàng lá ngọc, thì xin chúa thượng hãy tha cho tội chết. Ta có luận gì đến quý tiện đâu. Cốt được người. Thế còn em tiện thiếp? Kém Ái Phi nhiều lắm. Tính lại nóng nảy. Mà quận chúa thì yếu ớt, dễ xúc cảm, hơi một tí ngất ngay. Tiện thiếp đã làm cho chúa thượng phải ưu việt. Nếu chúa thượng không ưng, thì tiện thiếp đâu dám nài. Kìa Ái Phi. Chỉ mong chúa thượng tha cho tội chết thôi. Sao Ái Phi lại nói như vậy?
đã là vợ chồng, đừng quá giữ lễ. Đại Thánh, đại mẫu mẫu linh thiêng mẫu phù hộ độ trì cho quân chúa được phúc lành, mọi người chứng giáo chúng con thông thầy. Thượng phụng Phật Thánh Hiền cung đồng tiệt sóc nhật chi tuần thực phúc anh thượng cầu tham họ sự phim phạm một ơn đệ tử nguyện văn phúc hiệu nhận xương. Thưa công tử, quận chúa gửi công tử ạ. Em đưa lại quận chúa cho ta. Dạ. Chuyện gì đấy? Ai đến đấy? Có ai đến đấy? Không biết. Nơi linh thiêng thế này mà sao lại lộn xộn thế được? Người bên phủ quốc kỹ. Đúng rồi, người bên phủ quốc kỹ. Ơi, tại chủ kiện. Anh lên. Trời ơi, trời. Tôi chạy đi. Kìa. Ra ơi, về đi. Đi hướng này. Đi đi, bỏ đen. Đi được, chạy được. Có nể gì đâu, đi đi. Về đi. Chạy thôi. Phải bắt bằng được con Ngọc cho ta. Hình như họ bắt người. Đi đi đi, mau lên. Chạy đường này sao đền cơ mà kìa. Bọn mày có trông lầm không? Dạ không ạ. Tìm đi, tìm đi. Dạ. Thằng ơi, về. Dạ bằng cậu, không thấy nó đâu cả. Ừ, dạ ta. Chúng mày đón hạ. Cháu sao vậy? Cháu sợ. Có thế mà không tìm ra. Mình ơi. Không bắt được con Ngọc, bắt con khác. Dạ. Ôi, dạ con đi. Dạ con đi. Dạ con đi. Dạ con đi. Mày chống đỡ. Đưa nó về phủ. Mày muốn chết. Người thế này. Lòng này. Cháu bà sợ ai? Thằng Đặng Lân. Nó đang đi săn mình. Đi đây. Ok. Chúa thượng tới ạ. Chúa thượng thiên tuế. Phụ vương. Đứng lên con. Quan ngự sử vẫn đến dạy con học chứ? Dạ. Phụ vương. Không. Dạo này con của cha gầy thế. Phải uống thuốc mới được con nhé. Phụ vương hôm nay đến có điều gì ạ? Vì lâu nay cha chưa đến thăm con mà. Quốc mẫu vừa đưa con lên chùa để cầu phúc. Ừ. Ta ra ngoài kia cho thoáng đi. Dạ. Woo!
còn luyến tiếc cuộc vui đêm hội sao? Ôi phụ vương, phụ vương đừng nói nữa. Phụ vương có thích bài phú đó không? Lời văn tao nhã, cảm khái nồng nàn. Lời đẹp nhưng không sáo, thiết tha tình tứ. Lời thơ khiêu vạn nhời tình, nhẹ như gió thu, sáng dịu như vầng trăng. Chỉ có người đang yêu mới có một tâm hồn đẹp như vậy. Ôi, phụ vương. Phụ vương. Miễn lễ, ta cho phép. Dạ. Làm sao thế? Chúa. Làm sao thế? Làm sao thế Ai Phi? Chúa thượng. Ai Phi có đỡ không? Sao? Sao Ai Phi lại... Chúa thượng. Chúa thượng đến lúc nào? Sao không cho tiện thiếp biết? Chắc Ai Phi phiền muộn về chuyện của Quỳnh Hoa phải không? Trong lúc mê sảng, tiện thiếp nói ra điều gì bất kính, xin Chúa thượng tha cho tội chết. Sao Ai Phi lại giấu ta, để rồi tự làm khổ mình như vậy? Ai Phi có mệnh hệ nào, ta sống làm sao được? Ai Phi chớ bận tâm về chuyện ấy. Ai Phi hãy xin vàng giữ ngọc. Ừ.
sen thơm quá. Hôm nay được uống trà ngon như thế này là nhờ Ái Phi đấy. Dạ. Ái Phi đã khỏe hẳn chưa? Dạ. Có phải hôm ấy nàng ốm là vì chuyện Quỳnh Hoa không? Tâu chứa thượng, không phải vì thế đâu ạ. Chẳng qua là vì thương em nên tiện thiếp tâu mới chứa thượng, chứ vẫn biết trước là việc sẽ không thành. Nhưng ta có nói gì đâu, để Ái Phi phải buồn phiền mà lo nghĩ đến phát bệnh. Tâu chúa thượng, hôn nhân là việc lớn, chúa thượng hãy nghĩ chín cho, kẻo tiện thiếp lại mang tội à. Ý ta đã quyết, đạo làm con, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ta sẽ gả quận chúa cho quốc cữu. Ôi, chúa thượng. Biết ngay mà. Lệnh bà muốn, không cái gì là không làm được. Bọn Bảo Kim, Nguyễn Mại chuyến này sẽ chết. Đợi ta lấy được Quỳnh Hoa xong sẽ hỏi tội chúng một thể. Uống đi. Uống. Mẹ, mẹ. Thôi Tuyên Phi, thế tử dạo này chịu ăn chịu chơi lắm ạ. Mẹ. Thế tử của mẹ. Tâu Tiên Phi, có Huy quận công xin yết kiến ạ. Cho quận công vào. Dạ. Con của mẹ ngoan quá. Kính chào Tuyên Phi và Thế tử. Cho miễn lễ. Tâu Tuyên Phi, thần đến để chúc mừng tin vui của quốc cữu. Chúc Tuyên Phi ngày càng được chúa thượng sủng ái. Cảm ơn quận công, đó là ân chúa đã ban cho. Xin mời quận công an tọa. Ta nghe nói Thế tử tông tung tin nhảm nhí, nằm mơ thấy mình mặc áo chầu chàm, đầu đội mũ chư đinh, đứng ở trước phủ đình. Như vậy là điểm có tang, trong sắp có biến. Quận công có biết không? Tâu Tuyên Phi, thần cũng nghe tin Thế tử tông ngấm ngầm sắm sửa binh khí, chiêu mộ dũng sĩ, đe dọa mang quân vào thành, bắt ép các quan đại thần dựng Thế tử lên ngôi chúa. Ông còn nói thiếu một điều, là người ta sẽ giết ông và tống cả hai mẹ con ta vào lãnh cung. Tâu Tuyên Phi,
Sở dĩ Thế Tử Tông dám làm như vậy là dựa vào hai quan trấn thủ Kinh Bắc và Sơn Tây cùng phe cánh. Quận công nói đúng, nếu không sớm trừ Hồng Lĩnh Hầu và Tuân Sinh Hầu thì đại sự sẽ không thành. Ta đã có bằng chứng, quận công phải biết cách tâu với chúa thượng. Đây là cơ hội tốt nhất để ngươi có thể tâu với chúa thượng. Phế ngôi Thế Tử Tông, lập con ta làm thế tử. Việc làm phải cẩn trọng. Hai viên trấn thủ còn cầm quyền ở bên ngoài. Nếu việc bại lộ e có biến, chỉ khi nào chúa thượng có lệnh hội triều bắt giam mới được khởi sự. Dạ. Còn việc hôn lễ của quốc cữu với quận chúa phải lo trước. Dạ. Ta nhờ ông chọn ngày lành tháng tốt. Xin tuân lệnh. Của cha. Phụ vương vào, con không biết. Thưa con, cha nghe con khóc lóc mà phát bệnh. Con gái cha mà thấy. Con thực có tội. Không, con không có tội. Nhưng con của chúa mà làm náo động chốn thâm cung thì cha không vui. Dân chúng biết còn ra thể thống gì nữa. Con, hay con không muốn lấy Đặng Lân? Cha cũng không ép. Phụ vương, Phụ vương, xin đừng giận con mà tội nghiệp cho con. Con xin vâng mệnh. Hả? Sao? Con nói sao cơ? Con xin tùy ý phụ vương. Con. Con có tội, con thật bất hiếu, làm phụ vương phải lo nghĩ. Không, con của cha gầy quá, cha đi đây. Con xin lạy phụ vương. Phụ vương đã đi. Từ nay cha không bắt con lạy nữa. Phụ vương ở lại với con.
công tử lại đốt đi. Nó còn nghĩ lý gì ở trên đời này nữa. Lúc quận chúa đưa trả thư cho ta, nàng có dặn điều gì không? Khi quận chúa đưa trả lại túi gấm thơ, quận chúa chỉ khóc. Sức khỏe quận chúa hiện nay ra sao? Bây giờ quận chúa như một cái bóng, thái độ thay đổi hẳn. Hồi trước khóc thảm thiết suốt ngày, giờ thì thở ơ mọi chuyện, suốt ngày chẳng nói một câu, lặng lẽ như một pho tượng. Không còn cách nào cứu được quận chúa sao? Chúng em có khuyên quận chúa cho người về Thanh Hóa trình với quốc mẫu đang về thăm quê, nhưng quận chúa không nghe, cho đó là điều bất hiếu. Thế là hết. Em về thưa với quận chúa rằng ta không lúc nào quên quận chúa. Em nghe nói lũ hoạn quan đã can gián với chúa, không gả Quỳnh Hoa cho em phải không? Không phải chỉ có bọn hoạn quan, mà cả các vị đại thần cũng về hùa với nhau để ngăn cản ta. Không thể để chúng làm loạn được. Em sẽ không tha cho lũ mặt trắng ấy đâu. Cậu không được vọng động. Mọi việc đã có ta lo. Chú thượng thiên tuế, miễn lễ. Ta nghe trong ngoài bàn tán xôn xao về việc hôn nhân của quận chúa, người thấy thế nào? Tâu chúa thượng, việc đó là có thật. Các quan dân sớ can gián ta nhiều lắm, ai cũng lấy cớ quận chúa còn nhỏ quá. Quận chúa là người hiền lành sức yếu, còn quốc cữu lại là kẻ vũ phu, thần sợ như vậy sẽ hại cả cuộc đời quận chúa. Ta hối vô cùng, nhưng không còn cách nào khác. Thân em như dải lụa đào, cởi ra cũng khó, mặc vào không xong. Trăm năm trong cõi đèo bồng, chết ai ham sắc mà còng lưng tôm. Tâu chúa thượng, quốc cữu là kẻ thô xuất, không hợp với tính đoan trang của quận chúa. Huống chi quận chúa là người gầy yếu. Tâu chúa thượng, chịu sao nổi được một kẻ phàm phu. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng đã lỡ rồi. Nay nếu ta cử hôn, e Tuyên Phi sẽ buồn phiền, ta lại mang tiếng là tiền hậu bất nhất. Chúa thượng là người cha, lẽ nào chúa thượng nên hoãn lại rồi tìm cớ thoái thác sau. Ái phi ra đây có việc gì? Tâu chúa thượng, tiện thiếp vào tự tiện thế này, tội thực đáng chết. Kìa, ái phi, ái phi. Nếu chúa thượng vẫn còn phân vân về việc hôn nhân,
tiện thiếp đâu dám nài ép. Làm chúa thượng ưu phiền thì tiện thiếp còn thiết sống làm gì nữa. Kìa Ái Phi. Không. Trời. Không để cho thiếp. Sao Ái Phi lại nghĩ lang thần thế? Chúa thượng. Kìa. Không. Chúa thượng cứ cử hôn đi. Em tiện thiếp không xứng đáng. Ái Phi. Ái Phi. Thì ta có nói gì đâu. Nhưng các quan cứ dâng biểu xin cự hôn, có làm ta suy nghĩ. Ái Phi. Hôm nay là ngày cưới mà chúa thượng vẫn chưa quyết. Ái Phi. Thì tiện thiếp còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa. Không. Ái Phi. Xin chúa thượng hãy để cho tiện thiếp được chết. Ái Phi hãy bình tĩnh cho ta giải bày đôi điều. Vì nể Ái Phi mà ta đã gả quận chúa cho quốc cữu. Xong. Ái Phi phải hiểu cho rằng con ta còn non, mới 16 tuổi đầu. Và lại quận chúa ốm yếu luôn, thuốc thang quanh năm. Tím vì quốc chi bảo, lẽ nào ta sai lời hứa để mang tiếng với thần dân. Nhưng xin chúa thượng cứ nói, suốt đời tiện thiếp chỉ mong được thờ phụng chúa thượng. Này ta đã định vẫn cho cưới, còn động phòng hoa chúc thì phải đợi đến năm quận chúa đầy 18 tuổi. Chúa thượng nghĩ như thế thật là chu đáo à. Tiện thiếp đâu dám không tuân theo. Về việc này, tiện thiếp đã dặn dò quốc cữu phải thật từ tốn với quận chúa. Đạo vợ chồng là nghĩa chồng, nhưng tiện thiếp vẫn còn e ngại điều này. Dạ, đã nhiều lần muốn tâu mà chưa dám à. Ta cho phép Ái Phi cứ nói. Dạ, quốc cữu hiện nay vẫn bị nhiều người ghen ghét à. Ái Phi cũng phải bảo quốc cữu nên tu tỉnh mới được. Em tiện thiếp có làm gì mà nên tội. Chẳng qua chị em tiện thiếp được nhuần ơn mưa móc, nhiều người sinh lòng ghen ghét, đặt điều để hãm hại. Kẻ ghét nhất em tiện thiếp là quan hộ thành Nguyễn Mại à. Nguyễn Mại là một chính nhân quân tử. Ái Phi không phải bận tâm. Tâu chúa thượng, chính Nguyễn Mại đã đe dọa quốc cữu, em tiện thiếp trong đêm hội Long Trì đấy ạ. À. Nguyễn Mại làm quan hộ thành, em tiện thiếp có làm rể chúa thượng cũng chẳng được yên. Một khi đã làm rể ta thì ai dám động đến. Dạ, tiện thiếp cũng lo xa. Như ý Ái Phi, ta phải cách chức Nguyễn Mại. Tâu chúa thượng, tiện thiếp đâu dám can dự vào việc triều chính. Chỉ xin chúa thượng rủ lòng thương mà che chở cho chị em tiện thiếp. Ý Ái Phi muốn thế nào nhỉ? Tâu chúa thượng, cha mẹ tiện thiếp chỉ có một mình nó là con trai. Nếu như có mệnh hệ nào thì không có ai nối dõi tông đường.
sau lễ thành hôn thì em tiện thiếp là rể của chúa thượng. Chức quốc cữu cũng chưa làm cho mọi người vị nể. Xin chúa thượng phong cho tước hầu để ngang hàng với các vị đại thần, để cho các hạng như quan hộ thành không dám động tới à. Ái phi cứ yên tâm, tự ta đảm nhiệm việc này. Còn bây giờ cho gọi quốc cữu vào. Ôi, ơn trời bể của chúa thượng, tiện thiếp kiếp sau xin đầu thai làm khuyển mã báo đền à. Ái phi. Việc cầu hôn của ta với Quỳnh Hoa không chắc đã thành. Dạ, bẩm cậu. Chuyện gì nói ngay. Bẩm cậu, lệnh chúa thượng mời quốc cữu vào. Tin lành hay dữ? Bẩm cậu, còn chắc là tin vui. Ê, gọi cho ta thằng thầy bói. Dạ. Dạ bẩm cậu ạ, sắp có lộc lớn đấy. Trời biết ngày mà, thế nào hôm nay ta cũng có lộc. Chúa thượng thiên tuế. Ta cho phép ngươi đứng dậy. Nể tuyên phi, ta gả quận chúa cho quốc cữu. Nhưng ta dặn, lễ động phòng hoa chúc phải hoãn cho đến năm quận chúa 18 tuổi. Quốc cữu nghe rõ chưa? Dạ, dạ. Ta đã cử hai vị đại thần đi theo trông nom quận chúa. Quốc cữu muốn nói chuyện với quận chúa phải được phép hai vị đại thần mới được. Lệnh ta ban không được làm sai. Nếu không, ta sẽ cho đón quận chúa về và nghiêm trị quốc cữu. Dạ, hạ thần xin tuân lệnh chúa thượng. Thôi, ta chỉ dặn có thế, cho lui. Đi, đi, đi. Đi. Dạ. Nói lời chẳng giữ lấy lời, rồi xem con bướng. Nói lời chẳng giữ lấy lời, rồi xem con quạ hại đời bông hoa.
Mời quận công ngồi. Nếu hôm nay mọi việc đều tốt đẹp thì việc lớn coi như ta đã làm xong một nửa. Chỉ còn việc lập thế tử nối ngôi chúa nữa là xong đại sự. Tâu Tuyên Phi, quả là ý trời. Con làm sao mà tay lạnh thế này? Tâu phụ vương, con không làm sao à? Con đi chỉ nhớ phụ vương, thân gái không báo đáp được ơn sơn hải. Xin phụ vương hãy tha tội bất hiếu cho con. Lòng hiếu thảo của con cha đã biết. Đây là báu vật của hoàng tộc, quý nhất trong các đồ châu báu của cung đình. Cha cho con. Con xin chỉ cha nữa không? Cha. Xin chỉ cha cũng cho. Sao con không nói? Muốn gì cha cũng cho, con nói đi. Tâu chúa thượng. Tâu chúa thượng, đã tới giờ nghinh hôn. Nhà ngươi cứ cho bắt đầu đi. Điều gì oẩn khúc mà con chưa nói với cha? Phụ vương tha tội con mới dám nói. Không biết con có được gặp lại cha nữa hay không. Sao con lại nghĩ như vậy? Cha đã bảo không tiếc con điều gì, con nói đi. Đây là chút ân tình của con, con không thể giữ mãi trong lòng được nữa. Phụ vương có còn nhớ người làm bài Phú Long Trì chứ? Bảo Kim. Dạ, bài Phú Long Trì ấy con đã trả lại chàng.
để đáp lại tấm lòng chàng. Xin phụ vương hãy trọng dung. Con xin giữ trọn đạo hiếu. Phụ vương đặt đâu con ngồi đây. Xin bái biệt phụ vương. Con đi đây. Đời con rồi, Quỳ Hoa. Hãy đợi con rồi.